Dị ứng cà phê, một vấn đề nghe có vẻ hiếm gặp nhưng lại có thể ảnh hưởng đến một số người. Đầu tiên, hãy cùng tìm hiểu nguyên nhân gây ra tình trạng này. Cà phê chứa caffeine, và khi hệ thống miễn dịch của bạn phản ứng quá mức với nó, cơ thể có thể sản sinh ra kháng thể immunoglobulin IgA. Điều này dẫn đến những phản ứng viêm và triệu chứng dị ứng như phát bảng, ngửa hay sưng nề. Thậm chí, một số phản ứng có thể xuất phát từ bụi hoặc nấm mốc trong quá trình bảo quản cà phê không đúng cách. Khi nhắc đến các triệu chứng, chúng ta không thể không nói đến những dấu hiệu rõ ràng như nôn, cổ thật dạ dày hay khó thở. Những triệu chứng này thường xuất hiện trong vòng 2 giờ sau khi tiêu thụ cà phê. Nếu bạn cảm thấy buồn nôn, đau bụng hay da nổi phát bảng sau khi uống cà phê, hãy chú ý. Đặc biệt, nếu bạn cảm thấy khó thở hoặc thậm chí ngất xỉu, đó là lúc bạn cần phải tìm kiếm sự trợ giúp y tế ngay lập tức. Vậy khi đã nhận biết được mình có thể bị dị ứng cà phê, bạn nên làm gì? Đầu tiên và quan trọng nhất, hãy ngừng tiêu thụ cà phê ngay lập tức. Điều này giúp tránh các phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Tiếp theo, bác sĩ có thể đề nghị bạn dùng thuốc antihistamine để giảm triệu chứng như ngửa hay phát bảng. Trong những trường hợp nghiêm trọng, epinephrine có thể được sử dụng để giảm nguy cơ phản ứng dị ứng. Để phòng ngừa tình trạng dị ứng caffeine, cách tốt nhất là tránh xa mọi sản phẩm có chứa caffeine. Nếu bạn không chắc chắn về thành phần của một sản phẩm nào đó, hãy đọc kỹ nhãn mác. Tuy nhiên, nếu bạn là người thường xuyên tiêu thụ caffeine, hãy cẩn thận khi cắt giảm đột ngột, vì điều này có thể gây ra triệu chứng cai nghiện như đau đầu hay cáu gắt. Cuối cùng, nếu bạn nghi ngờ mình có dị ứng cà phê, hãy thảo luận với bác sĩ. Họ sẽ giúp bạn xác định chính xác nguyên nhân và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Việc nắm rõ tình trạng sức khỏe của bản thân là rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe và duy trì lối sống lành mạnh. Hãy luôn tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia y tế để có những thông tin và hướng dẫn cụ thể nhất.